Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 185, đề bài như sau. Em hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của hormone tiết ra từ tuyến yên. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy nhớ lại kiến thức trong bài 56 tuyến yên, tuyến giáp có trong sách giáo khoa trang 176 để trả lời câu hỏi. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hormone tiết ra từ tuyến yên đó là: thứ nhất là buồng trứng và tinh hoàn, thứ hai là tuyến giáp, thứ ba là tuyến trên thận và thứ tư là tuyến sữa. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 8 trong 185.